chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Và như cái background ngày hôm nay mọi người thấy thì không phải là Vi ngồi ở trong studio nhà Vi, mà là Vi đang có mặt ở cửa hàng Eucerin. Vi đến đây không phải để livestream hay là để đi dự sự kiện gì hết, chỉ đơn thuần là một buổi shopping bình thường thôi. Và nếu mà có ai theo dõi Vi trên YouTube cũng như là trên social của Vi thì cũng biết là làn da của Vi đã từng trải qua một khoảng thời gian bị mụn kinh khủng, tan nát luôn, và phải rất là vất vả rất là nhiều để có thể phục hồi như ngày hôm nay. Nên là những cái loại sản phẩm sau này Vi sử dụng, đặc biệt là sữa rửa mặt á, thì Vi thường chú trọng vào cái vấn đề là vừa làm sạch sâu nhưng mà không quá khô căng, căng kích sâu khi sử dụng. Và ngày hôm nay thì khi mà Vi đến pick up lại cái dòng sữa rửa mặt đó của Eucerin thì Vi cũng đặt những cái tiêu chí đó, nên là Vi mới quyết định quay trở lại đây. Ok, và đó là dòng sữa rửa mặt nào của Eucerin, thì bây giờ cùng mời mọi người đi với Vi nha. Đây nè mọi người ơi, sữa rửa mặt mà ngày hôm nay Vi muốn review của Eucerin là dòng sữa rửa mặt Facial Cleanser Sensitive Skin với BH5. Đọc lại là Eucerin BH5 Facial Cleanser Sensitive Skin. Thật sự mà nói thì Vi cũng khá là thắc mắc về Eucerin BH5 lần này. Tại vì Vi thấy là nó không có paraben, không có hương liệu, không có SLS nữa, thì hoàn toàn là nó rất là lành tính. Nhưng mà rửa xong vẫn cảm giác là nó sạch, mặc dù dịu nhẹ nha, nhưng mà cảm giác là rửa xong nó vẫn sạch. Vậy thì những cái thành phần nào làm cho da mặt của mình sạch? Là mình làm một số thí nghiệm cùng với chuyên viên tư vấn tại Eucerin hen. Ok, một chút tâm sự mỏng qua các tư vấn viên của Eucerin về dòng PS5 lần này. Eucerin thì là một cái dòng dược mỹ phẩm quá nổi tiếng và được mọi người rất là tin dùng, đặc biệt là những cái bạn mà đang có vấn đề về da. Eucerin, cái dòng BH5 Facial Cleanser dành cho da nhạy cảm này á, thì thời gian qua em sử dụng cảm thấy rất là thích. Nhưng mà Eucerin có nhấn mạnh là 50, không xà phòng, không paraben, không SLS, rồi không chứa cồn, không chứa hương liệu. Dạ đúng rồi. Đáng lẽ là đối với những cái dòng sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm mà cũng không có những chất kích ứng như vậy thì sau khi sử dụng nó giống như là rửa như không rửa vậy. Thì sợ nó không đúng sạch rồi, đúng không? Nhưng mà đặc biệt là đối với Eucerin BH5 lần này thì em cảm thấy là da của mình vẫn dịu nhẹ sau khi dùng nhưng mà vẫn rất là sạch đó chị. Giống như chị Vi nè, hay là em thấy là hầu đa số mọi người đều thắc mắc về những cái này hết. Chắc chắn rồi, tại vì trên thị trường hiện nay á, thì em biết tin chắc rằng vẫn có một số nhãn hàng là vẫn có sử dụng những cái thành 50 mà Eucerin đưa ra rồi. Thì tuy nhiên những cái thành phần này theo Eucerin nhận định, hoặc là theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay luôn, nó ở một cái hàm lượng mà nó vừa phải nhất định thôi, thì nó sẽ không quá ảnh hưởng nhiều đến làn da của mình. Tuy nhiên đó là một làn da khỏe thôi. Còn ở đây mình đang nói là một làn da hầu như rất là nhạy cảm luôn, thì cái những thành phần nó vô tình làm cho làn da của họ nó nhạy cảm hơn. Không những nhạy cảm với sản phẩm mà còn nhạy cảm với môi trường sống của họ nữa. Đặc biệt những cái biểu hiện này, gì thứ nhất là da họ sẽ bị dễ bị căng tức hơn, dễ bị mụn đỏ hơn, và dần già vì lâu vì dài da họ nó tương đối sẽ dễ bị mỏng manh hơn so với một làn da bình thường khỏe. Dạ đúng rồi. Thế mà đó thôi, khi họ sử dụng quá nhiều những thành phần đó, họ lạm dụng trong một thời gian quá dài, thì làn da của họ cái độ pH chắc chắn nó sẽ không có cân bằng 5 nữa. Mà chị biết rồi, là độ pH bằng 5 á, cái hàng rào bảo vệ da của mình nó cực kỳ quan trọng luôn. Thì Eucerin không những mà hỗ trợ được hết những cái mà 50 đó rồi, chắc chắn là như vậy, thì nó hỗ trợ mình làm sạch da của mình một cách hiệu quả nè, mà hỗ trợ mình da dịu nhẹ, đặc biệt là hỗ trợ mình bảo vệ cái hàng rào bảo vệ da của mình nó chắc chắn nhất, cho làn da của mình lúc nào cũng khỏe mạnh và sạch sẽ thông thoáng hết. Dạ. Bản thân em thì em đã xài cái sữa rửa mặt này trong một khoảng thời gian trước rồi nên em cảm thấy là rất là thích. Dạ. Eucerin tặng em sẵn đây thôi thì chắc là ở đây Eucerin có máy đo độ ẩm các thứ này kia đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nên là thôi em muốn làm một cái cuộc thí nghiệm nho nhỏ là sử dụng cái Eucerin lên tay của mình, sau đó thì mình đo lại cái độ ẩm trên cái da tay của mình, xem là cái da tay của mình có bị mất đi độ ẩm tự nhiên hay là có vấn đề khô căng gì không. Tại vì thật sự là ở nhà em thì em cũng không có máy đo độ ẩm, nên là mặc dù là sau khi rửa xong, mặc dù sau khi dùng xong thì cảm thấy là da vẫn ẩm mịn, vẫn sạch sâu, nhưng mà không có biết chính xác được. Nên là ngày hôm nay là em muốn thử cái gọi là một cái cuộc thí nghiệm này sẵn cho các bạn đang đăng ký theo dõi channel của em cũng được biết luôn. Rồi, trước khi để mình biết được kết quả sau khi sử dụng là cái sản phẩm này nó có thể mang lại độ ẩm bao nhiêu cho làn da của mình, thì em test thử độ ẩm trên da của mình trên bề mặt da không sử dụng sản phẩm ha.
Dạ rồi, kết quả mình mang lại là 35.0 nha. Mọi người hãy nhớ dùng chỉ số này giúp Huyên ha. Rồi, bây giờ em test thử sản phẩm trực tiếp lên tay của chị Vi ha. Đây là một cái dạng gel á mọi người. Và dạng gel nó sẽ tạo bọt. Tại vì ở đây không có nước nên là sẽ nó hơi không có bọt một tí xíu nha. Dạ đúng rồi, vì hiện tại mình không có nước, không có chất xúc tác á, thì là bề mặt da của mình nó sẽ không có hiện tượng là mình tạo bọt. Tuy nhiên sản phẩm này nó cũng sẽ hỗ trợ mình là bọt nhiều nhẹ cho da của mình nha. Dạ rồi. Rồi sau khi em test khoảng tầm 1 phút thì bây giờ em sẽ lau sạch lên trên bề mặt da tay chị Vi. Bắt đầu mình sẽ tiến hành mình đo lại một lần nữa ha. Rồi, bề mặt da của mình. Chị Vi có thể sờ thử coi trước khi làn da nó mình có thay đổi gì không? Nói chung là kiểu vẫn cảm thấy là rất là ẩm luôn á. Dạ rồi. Hiện tại bắt đầu em sẽ tiến hành đo lần 2 của mình sau khi mình sử dụng sản phẩm ha. Dạ rồi. Sau khi mà mình test sản phẩm lên thì hiện tại là độ ẩm của mình đã lên là mức là 64.0 nha chị Vi nha. 64.0. Dạ, cực kỳ lý tưởng cho làn da của mình đó là độ ẩm. Dạ đúng rồi. Ok, như mọi người thấy đây, show lại, đây là độ ẩm mà sau khi mà Vi sử dụng cái Eucerin lên tay của Vi nè ha mọi người ha. Và hiện tại thì khi mà sờ vào thì không hề cảm thấy khô cằn chút xíu nào. Hồi nãy Vi có nói rồi là trước đó Vi sử dụng lên mặt thì Vi cảm thấy rất là thích, và bây giờ cảm giác cũng y chang như vậy thôi mọi người. Chung là rất là ẩm, vẫn giữ được cái độ ẩm tự nhiên và không làm mất đi hàng rào bảo vệ da ấy. Dạ đúng rồi. Ok, thì bây giờ Vi sẽ pick up lại một cái bạn Eucerin BH5 Facial Cleanser Sensitive Skin này một lần nữa. Ok, thì thôi bây giờ lẹ chứ nãy giờ tung hoành tại cửa hàng Eucerin nhiều quá mà mua có một chai này thôi thì cũng kỳ. Ok á. Ok, nhờ chị hỗ trợ giùm em để gói cái này lại nha. Dạ rồi. Thế nên mọi người ơi, Vi đã vừa pick up sửa mặt Eucerin này lại rồi nè. Và bây giờ thì Vi sẽ đi shopping tiếp. Vi vừa nảy ra một cái idea và Vi nghĩ là cũng khá là ổn, không chỉ dừng lại ở cái việc đo độ ẩm đối với cái dòng sửa mặt Eucerin này, mà Vi sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ tại nhà nữa. Nên là hẹn gặp lại mọi người tại nhà của Vi nha. Bye. Hello mọi người, và Vi đang có mặt tại studio tại nhà của Vi. Yeah, và bây giờ thì cũng sẽ nói một chút về cái sữa rửa mặt Eucerin BH5 mà Vi vừa pick up được ở cửa hàng Eucerin. Bởi vì hãng claim rõ ràng là cái sữa rửa mặt này có độ pH là 5, nên là ngày hôm nay Vi sẽ làm một cái minh chứng nho nhỏ, một cái dẫn chứng nho nhỏ với giấy quỳ trong cái video clip này, xem là cái độ pH trong cái sữa rửa mặt Eucerin dòng Facial Cleanser Sensitive Skin này có chính xác là 5.0 hay không, hay tất cả chỉ là hạng lưu ngoa. Ok, thì bây giờ vô, Vi sẽ thực hiện em này cùng với giấy quỳ xem là chính xác độ pH có là 5.0 hay không. Let's go. Ok, thì dụng cụ hôm nay để làm thí nghiệm đo độ pH trong sản phẩm của nhà Eucerin bao gồm: đầu tiên là thông tin về những con số tương thích với màu sắc của độ pH từ 4.0 cho đến 7.5. Mỗi con số pH sẽ tương thích với hai vạch màu trên bảng này nè mọi người. Tiếp theo là một cái giấy quỳ tím chưa qua sử dụng. Cuối cùng là chắc chắn không thể thiếu là bạn sửa mặt pH 5 của nhà Eucerin này rồi. Ok, thì đầu tiên Vi sẽ bơm một lượng trong sản phẩm sửa mặt này ra tay, cũng đánh bọt y chang các kiểu như là sử dụng hàng ngày lên da mặt. Sau khi đánh bọt xong, Vi áp hai vạch màu trên giấy quỳ vào cái sản phẩm của sửa rửa mặt. Bây giờ thì mọi người sẽ so sánh kết quả hiển thị trên hai vạch của giấy quỳ cùng với bảng thông tin độ pH xem là màu sắc này sẽ rơi vào con số bao nhiêu. Da ok thì mọi người cũng thấy rất là rõ là hai vạch của màu trên giấy quỳ thì dao động từ 4.5 đến 5.0. Theo như trên bảng thông tin về những con số độ pH cũng như là tương thích màu, chứng tỏ là bạn sửa mặt Eucerin lần này không hề nói điêu ngoa luôn. Dạ, vậy như minh chứng cùng với giấy quỳ ở một cái đoạn video clip nhỏ nhỏ vừa rồi thì mọi người cũng thấy là chính xác cái độ pH trong em Eucerin, cái dòng Facial Cleanser Sensitive Skin này, nó là 5.0 đúng không? Ok, được, vì cái chi tiết này thì hãng không hề điêu ngoa với cái sữa rửa mặt Eucerin này dành cho da nhạy cảm như vậy đó. Nhưng mà không phải giống như những cái loại sữa rửa mặt khác cũng được claim, cũng được mang tiếng là dành cho da nhạy cảm, nhưng mà khi dùng xong thì cái lỗ chân lông của mọi người không đủ sạch, nên là sau đó thường dẫn đến cái hiện tượng là bị mụn ủ. Và sau một cái khoảng thời gian Vi sử dụng thì Vi cảm thấy là
cái sữa rửa mặt Eucerin BH5 dòng Facial Cleanser này nó không những vừa nhẹ nhàng, vừa làm sạch trên da tốt, và quan trọng là sau khi sử dụng xong thì vẫn giữ được cái độ ẩm trên da của mình. Bất cứ da nào cũng vậy, nhất là những cái làn da nhạy cảm thì cái skin barrier, gọi là cái hàng rào bảo vệ da lạng quạng á, thì nó rất là dễ có hiện tượng bị suy yếu, cũng như là cái quá trình thoát nước qua da nó cũng sẽ diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Chính vì vậy á, đối với một số loại da nhạy cảm, nếu mà mình tìm những cái loại sữa rửa mặt nó làm sạch quá thì sau đó thường dẫn đến hiện tượng bị khô da. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nó nhẹ quá thì sau đó nó cũng sẽ không có làm da đủ sạch. Chính vì vậy, để tìm được một loại sữa rửa mặt mà sau khi dùng xong da vẫn sạch mà vẫn không có bị khô khốc, là không có làm ảnh hưởng đến cái hàng rào cũng như là cái độ ẩm tự nhiên trên da thì rất là quan trọng, và đặc biệt là đối với da nhạy cảm nữa. Dù là da gì đi nữa thì rất là cần thiết phải sử dụng sữa rửa mặt mọi người ơi. Nếu mà nói về cái tầm quan trọng trong cái vấn đề dùng sữa rửa mặt trong chu trình skincare thì chắc là mọi người cũng biết nó như thế nào rồi đúng không? Nên á, Vi nghĩ là mọi người cũng phải cần cân nhắc lại với cái việc là làm sạch không kỹ hoặc là bỏ qua cái bước sữa rửa mặt rồi apply những cái bước skincare sau đó luôn. Đối với cái dòng sữa rửa mặt Eucerin lần này thì hãng có claim về cái vấn đề mà cồn cũng như là paraben trong cái sản phẩm này khá là sâu deep, khá là nhiều. Nhưng đối với cá nhân Vi, trước giờ Vi cảm thấy là về những cái thành phần này gọi là mang tiếng gây kích ứng cho da hay không thì còn phải tùy thuộc vào sự đáp ứng trên từng loại da cũng như là liều lượng của những cái thành phần đó trong sản phẩm nữa. Ví dụ như là những cái loại sản phẩm dành cho da dầu mà mình có một tí cồn, hay là một số sản phẩm dưỡng ẩm đi mà Vi cũng thấy là có một thành phần paraben. Tuy nhiên thì nếu mà hai cái thành phần đó trong sản phẩm được sử dụng ổn định, không có bị quá lố và được approve trong cái việc có thể sử dụng an toàn trên da thì mọi thứ vẫn cứ là ok la thôi, không sao hết. Và cộng với một điều là bản thân da của bạn có hợp với paraben và có hợp với cồn hay không nữa. Với Vi thì Vi không có bị kích ứng với, thật sự mà nói là Vi không có bị kích ứng với hai cái thành phần đó quá, gọi là nếu mà có một chút thì Vi vẫn, da Vi vẫn đáp ứng được, chứ gọi là sâu nặng thì nó hơi bị nề nổi. Nói về cái vấn đề này thì Vi nhớ không lầm là về cái phiên bản Pro Acne cũng của nhà Eucerin mà Vi đã từng review cũng có một chút xíu cồn. Vi đã từng sử dụng cái dòng Pro Acne đó rồi thì Vi cũng cảm thấy rất là ổn định thôi, Vi cũng cảm thấy ok mặc dù nó vẫn có cồn ấy. Nhưng bởi vì đơn giản là lần này Eucerin muốn đặc biệt ưu ái dành cho phân khúc cho cái làn da nhạy cảm nên là hãng đã loại bỏ luôn cái thành phần cồn và paraben, những cái thành phần mà được mọi người đồn thổi là có khả năng gây kích ứng. Ok Tam, thì video clip này chắc là khép lại tại đây đi. Toàn bộ về cái thông tin sản phẩm Eucerin BH5 Facial Cleanser Sensitive Skin này thì Vi sẽ để bên dưới phần description box, phần mô tả đường link mua cũng như là thông tin chính xác về sản phẩm ha. Thì mọi người có thể xuống dưới phần mô tả để mọi người check. Nếu mọi người thích video clip này thì hãy đừng quên cho Vi một like, cũng như là đừng quên bấm vào nút subscribe đăng ký channel của Vi bên dưới. Và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo rồi. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người.